Sau Hoàng Nhật nội địa xin chào tất cả các bác. Em lại tiếp tục lên sóng cái chương trình khuyến mại mua máy rửa bát tặng lọc khí các bác nhé. Toàn bộ là những cái chiếc máy rất đẹp. Các bác nào đang có nhu cầu mua lọc khí thì các bác nên xem những cái clip này. Các bác được lợi rất là nhiều. Giá thành thì em vẫn bán như vậy mà em tặng thêm một chiếc máy lọc khí. Đây, một chiếc lọc khí sáp rất đẹp các bác nhé. Một chiếc máy rửa bát Panasonic TR8 màu mận. Chiếc này thì em vẫn bán là 6,5 triệu bảo hành 1 năm. 6,5 triệu bảo hành 1 năm các bác nhé. Một chiếc mặt Meka mã số 3 đi kèm một chiếc máy lọc khí lưng nhức đầu hồi rất đẹp, đời 2015 các bác nhé. Series máy này 0961. Ngày hôm nay em lên clip này thì em bán tặng kèm các bác một cái chiếc máy lọc không khí sáp tháp rất đẹp. Đấy, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Một chiếc máy rất đẹp các bác nhé. Cái chiếc này có năm sản xuất là 2016. Về cái giá thành của các bác biết rồi đấy, của nó các bác biết rồi. Các bác nào đã dùng rồi biết, không có cái chuyện rẻ đâu. Nhưng mà em đã là quà khuyến mại thì em không nói giá với nó nữa. Đấy. Các bác nào cảm thấy nó phù hợp với cái nhu cầu của mình đấy, thì các bác tranh thủ. Ra vào mùa hè thì cái máy giặt bát nó cũng sẽ bán chậm hơn là mùa đông. Cho nên là em cũng bán tặng cho các bác cho nó nhanh thôi, lấy tiền sang làm cái món mùa hè. Một con TR8 màu mận rất đẹp các bác nhé. Mở bên trong cho các bác xem này. Đấy. Nội thất rất sạch đẹp luôn. Máy rửa bát em vẫn bảo hành bình thường các bác nhé. Bảo hành bình thường 1 năm cho các bác luôn, chứ không phải là bảo là máy xấu, máy lỗi hay là như thế nào đó mình bán đẩy đi đâu. Đấy. Bảo hành bình thường cho các bác máy rửa bát 1 năm nhé. Tất cả mọi thứ vẫn bán bình thường, giá cả vẫn như vậy. Giá 6,5 triệu chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác lưu ý là các bác phải tự trả phí vận chuyển cho chiếc máy rửa bát này nhé. Và chiếc lọc khí em tặng thôi chứ em không bao ship nữa đâu ạ. Đấy, các bác nào cảm thấy phù hợp thì các bác alo cho em. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động ngon lành hết các bác nhé. Máy lọc khí rất đẹp. Chào các bác nhé.